Rồi, bạn cho mình có lon xúc xích, bữa nay xúc xích chấm với nước tương cà này các bạn. Cho mình đang đang đổ nước tương cà vô dung dĩa. Rồi, có hai cái xúc xích nữa nè các bạn. Lát mình sẽ cắt ra cho các bạn coi nha. Cho bạn chăm chăm cho mình ăn chấm. Rồi, có cái này là cái gì để mình coi coi. Cái này là cái nĩa con gà sushi. Rồi con cầm cái nĩa đi để mày cắt xúc xích chưa. Rồi đã làm xong xúc xích. Mẹ lại em là ăn trái tương cà với được nhau á. Được một dĩa xúc xích với một dĩa tương cà này các bạn. Còn cái này là còn cái hộp không nè. Rồi con chấm đi. Mẹ con ăn đi. Con các bạn xem đi. Rồi con xiên đi. Rồi, chấm nước sốt tương cà đi. Rồi, ngon không? Ngon. Thơm không? Có vị sao? Vị tương cà ngon, vị tương cà ngọt ngọt, không có cay. Vậy hả? Giờ xúc xích. Xúc xích cũng ngọt luôn. Vậy hả? Nè, bạn cho mình có một mọc rau câu. Cái này là rau câu sữa chua nha các bạn. Để mình đổ vào cho các bạn coi. Rồi lấy cái gỗ đựng đi. Con đổ dưới đây nè, con đổ vô trong cái gỗ nè. Con nhiều quá. Con đổ vô cái gỗ cho các bạn coi đi. Đó. Đây nó còn nhiều câu câu. Nhiều câu câu lắm các bạn ơi. Đó. Đây là rau câu dưa gang nè các bạn. Câu câu này. Đó là rau câu em. Đâu mẹ coi. Đây là rau câu màu trắng, rau câu sữa chua. Đây là rau câu bắp này các bạn. Đây là rau câu trái dâu. Trái xà. Đây là rau câu trái xoài. Ngon lắm các bạn. Hai gỗ luôn. Hai gỗ ăn cho đã luôn ha. Đây là thạch. Thạch hương sữa chua. Thạch hương sữa chua. Ngon không con? Một bịch vậy được nửa ký mà bạn Trâm Anh ăn sắp hết rồi. Nửa ký này cũng rẻ các bạn, có 15.000 à. Còn xúc xích lon này thì một hộp 10.000. Đây là xúc xích sushi farm chấm chấm. Xúc xích này được tới 4 cây nè các bạn. Nè, cái này nó có gói ở trong, nó để là sốt cà. Đây, sốt cà chua các bạn ơi, không cay đâu. Em bé ăn được. Rồi, chào tạm biệt các bạn đi. Xin chào các bạn. Hẹn các bạn ở video sau nhé. Đăng ký kênh và bấm nút màu đỏ nha. Để ủng hộ cho mình. Bye bye các bạn.